Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10. Gần 30 tấn cá đặc sản sông Đà ở tỉnh Phú Thọ bị chết do xả lũ. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vụ án sát hại nam sinh chạy xe Grab ở Mỹ Đình. Các địa phương sở ngành ở Hưng Yên tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng công việc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu thành phố Hải Phòng lần thứ 16 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 với sự tham gia của 350 đại biểu thay mặt cho gần 125.000 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng, nghị quyết đại hội 15 Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã bước vào thời kỳ phát triển mới với những dấu ấn mới. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu mà nghị quyết đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra đều hoàn thành. Trong đó, 12 trên 20 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức cả về thời gian và chất lượng tăng trưởng. Kinh tế thành phố phát triển mạnh mẽ, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, quy mô kinh tế gấp 2,1 lần so với năm 2015. Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16 diễn ra với chủ đề đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ, phát huy truyền thống, trung dũng, quyết thắng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát triển bứt phá, cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030, khẳng định vai trò là một trong những động lực phát triển của đất nước. Tại cuộc họp báo diễn ra vào sáng nay, ngày 7 tháng 10, bà Đào Khánh Hà, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cho biết, công tác nhân sự đại hội được thực hiện đảm bảo quy trình với tinh thần khoa học, dân chủ, khách quan, được Bộ Chính trị đánh giá bám sát chỉ thị 35 cũng như hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương. Khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng để doanh nghiệp vực dậy trong bối cảnh hiện nay. Đây là khẳng định của các doanh nghiệp, chuyên gia và nhà quản lý tại hội thảo thúc đẩy năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dựa trên nền tảng đổi mới khoa học công nghệ và cải cách quy định hành chính do Bộ Khoa học và Công nghệ và Hiệp hội Doanh nghiệp phối hợp tổ chức ngày 7 tháng 10 tại Hà Nội. Hội nghị được tổ chức nhằm mục tiêu góp phần tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, việc làm, từ đó góp phần đưa nền kinh tế tăng trưởng trở lại. Tại hội nghị, các chuyên gia tập trung chia sẻ về các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó góp phần làm tăng năng suất, kinh nghiệm trong lộ trình cải tiến năng suất, chuyển đổi số và sản xuất thông minh. Hiện nay, nhiều chương trình hỗ trợ của nhà nước đã được triển khai như chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030, kế hoạch tổng thể thúc đẩy năng suất quốc gia dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng với nhiều chương trình quốc gia về khoa học công nghệ. Tuy nhiên, theo đại diện nhiều doanh nghiệp, việc tiếp cận những hỗ trợ của nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục là kênh chia sẻ thông tin hữu hiệu và là cầu nối tích cực giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo thông tư quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị cấp nước, cơ quan quản lý thực hiện thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của khách hàng sử dụng nước. Cụ thể, khung giá nước sạch sinh hoạt áp dụng cho bán buôn và bán lẻ nước sạch đã bao gồm thuế giá trị gia tăng được quy định như sau. Với hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh khu vực đô thị và khu công nghiệp, giá tối thiểu là 3.000 đồng một mét khối và tối đa là 18.000 đồng một mét khối. Hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh khu vực nông thôn, giá tối thiểu là 2.000 đồng một mét khối và tối đa là 11.000 đồng một mét khối. Công trình cấp nước phi tập trung, công trình cấp nước nhỏ lẻ, công trình cấp nước tự chảy, giá tối thiểu là 500 đồng một mét khối và tối đa là 11.000 đồng một mét khối. Sau khi Hồ Thủy Điện Hòa Bình xả lũ từ ngày 2 tháng 10, nhiều lồng cá trên sông Đà thuộc địa bàn các xã Thạch Đồng, Xuân Lộc, Đoan Hạ, Bảo Yên của huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã xuất hiện lượng cá chết. Cho đến nay, tình trạng này vẫn đang tiếp diễn. Thống kê đến thời điểm hiện tại đã có 25 lồng nuôi bị thiệt hại, trong đó có 6 lồng mất trắng. Cá chết chủ yếu là cá lăng, có loại có trọng lượng từ 3 đến 4 kg. Theo ước tính của các hộ dân, tổng số cá chết đến nay là gần 30 tấn. Trước sự việc trên, các cơ quan chức năng và Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thanh Thủy đã hướng dẫn các hộ dân chuyển những lồng nuôi cá vào nơi nước tĩnh để cho cá ổn định. Bên cạnh đó, tiếp tục thống kê thiệt hại để báo cáo cơ quan liên quan, có văn bản gửi Thủy điện Hòa Bình hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Từ nay cho đến trước 17 giờ ngày 10 tháng 10, những thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào các trường đại học tiến hành làm thủ tục xác nhận nhập học vào các trường đại học đã trúng tuyển. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học. Do đó, các thí sinh cần lưu ý chuẩn bị kỹ những giấy tờ cần thiết. Mỗi trường sẽ có yêu cầu về giấy tờ cụ thể ghi trong giấy báo trúng tuyển và gọi nhập học, nhưng đa phần các trường đều yêu cầu mang theo giấy báo nhập học, bản sao học bạ trung học phổ thông có chứng thực, bản sao công chứng giấy khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bản sao có chứng thực các giấy tờ pháp lý để xác nhận đối tượng ưu tiên nếu có, như giấy chứng nhận có liệt sĩ, thẻ thương binh, vân vân. Bản phôto hộ khẩu có chứng thực đối với sinh viên trúng tuyển thuộc diện ưu tiên, bản phôto chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân có công chứng, 4 đến 5 ảnh nhỏ 3x4 hoặc 4x6, hồ sơ trúng tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số đoàn và giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nếu có. Đối với nam, cần có thêm giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, phường, thị trấn cấp dạng bản sao. Câu chuyện cảm động về đôi bạn hàng ngày cõng nhau đến trường đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Mới đây, Bộ Y tế cho biết sẽ có những hỗ trợ đồng hành cùng hai em trong thời gian sắp tới. Cụ thể, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, nơi em Ngô Minh Hiếu vừa đỗ vào, sẽ được miễn học phí trong suốt thời gian em theo học tại trường. Với trường hợp Nguyễn Tất Minh đỗ vào Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai đã sẵn sàng thăm khám và hỗ trợ điều trị sức khỏe cho Minh và hỗ trợ Minh về y tế trong thời gian Minh học đại học. Trước đó, hai em đã trải qua kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, trong đó em Ngô Minh Hiếu đạt 28,15 điểm, đỗ vào Đại học Y Thái Bình. Còn em Nguyễn Tất Minh đạt 28,1 điểm, đỗ vào khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Phương pháp dạy học tích cực thì khen thưởng, kỷ luật học sinh cũng phải thay đổi theo hướng tích cực mới có thể phát huy năng lực phẩm chất người học. Đây là xu hướng giáo dục được nhiều nước tiên tiến trên thế giới đang thực hiện. Ngành giáo dục Việt Nam đang tiệm cận đến mô hình này bằng những đổi mới về hình thức khen thưởng, phê bình học sinh. Em thấy buồn chán. Em sợ là về sẽ bị bố mẹ mắng. Còn em thì lại thấy thất vọng vì thầy cô giáo và tự ti về bản thân mình. Nếu như mà mình sử dụng hình phạt trước toàn trường như thế thì sẽ gây ra sự tự ti cho các bạn học sinh. Và như thế thì rất có thể các bạn sẽ không biết hối lỗi mà có thể sẽ vi phạm trong những lần tiếp theo. Học sinh mắc lỗi là chuyện rất bình thường. Nhưng đối với nhiều học sinh, phê bình kỷ luật đang trở thành sự trừng phạt mà không phải là biện pháp giáo dục để các em tốt hơn. Điều này đi ngược với chủ trương giáo dục theo phẩm chất, năng lực người học và xây dựng trường học hạnh phúc. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, một số giáo viên đã có sự thay đổi trong cách phê bình kỷ luật học sinh, hạn chế những lời chỉ trích mắng mỏ, tiết chế cảm xúc gay gắt nặng nề, thay vào đó là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng, những tràng pháo tay, những câu biểu dương khen ngợi. Bản thân những người làm giáo dục, từ các thầy cô làm quản lý cho đến các thầy cô giáo viên đều phải thay đổi trước hết là về nhận thức. Bởi vì là 5 hình thức kỷ luật của học sinh theo thông tư 08 năm 1988 đã trở thành một tư duy lối mòn từ rất là lâu trong cái suy nghĩ của các thầy cô. Mỗi thầy cô không chỉ là người thầy, là người cô giảng dạy trên lớp, mà người thầy, người cô đôi khi phải trở thành những người bạn đặc biệt của các em. Kỷ luật tích cực là xu hướng tất yếu, góp phần hạn chế những vụ việc bạo lực về thân thể và tinh thần học sinh. Tuy nhiên, cũng dấy lên lo ngại về tính răn đe bởi phần lớn xã hội vẫn giữ quan điểm có đau lần sau mới chữa. Bất kỳ thầy cô nào mà tìm hiểu được nguyên nhân tại sao em đó vi phạm thì các thầy cô sẽ có cái phương pháp giáo dục các em và hình thức kỷ luật nó mang hiệu quả cao. Chỉ sợ rằng coi như là chúng ta chưa nhìn được và chưa phân tích được. Đổi mới dạy học tích cực thì hình thức kỷ luật cũng tích cực, tôi cho rằng cái đó là rất đúng. Nhưng tích cực như thế nào chăng nữa, cái sự phối hợp giữa 3 lực lượng cực kỳ quan trọng, đó là gia đình, nhà trường và xã hội. Nếu mục đích của việc khen thưởng là tạo động lực để học sinh rèn luyện, tu dưỡng bản thân, phấn đấu vươn lên trong học tập và trong cuộc sống, thì kỷ luật học sinh hướng tới việc giáo dục giúp đỡ để học sinh chủ động tự tin, điều chỉnh hành vi, sửa chữa khuyết điểm. Sau hơn 30 năm thực hiện, Thông tư số 08 năm 1988 về khen thưởng kỷ luật học sinh đã không theo kịp sự phát triển thay đổi của xã hội. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư mới hướng đến các biện pháp kỷ luật tích cực nhân văn hơn. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu xử lý những video clip có nội dung nhảm nhí, giật gân trên mạng xã hội. Trước đó, báo chí phản ánh việc trên mạng xã hội tràn lan những video có nội dung nhảm nhí, giật gân nhằm lôi kéo càng nhiều lượt xem, càng kiếm được nhiều tiền. Đáng ngại là những video nhảm nhí này đã thu hút hàng triệu người, ảnh hưởng đến nhận thức, lối sống, thậm chí cả nhân cách của trẻ em. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, những nội dung này vẫn xuất hiện tràn lan, khó kiểm soát. Các tổ chức cá nhân sản xuất nhập khẩu những sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như rượu, thuốc lá sẽ phải dán tem điện tử cho sản phẩm. Đây là đề xuất tại dự thảo thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử mà Bộ Tài chính mới công bố lấy ý kiến góp ý. Việc sử dụng tem điện tử giúp người tiêu dùng có thể nhận biết bằng mắt thường và tra cứu được các thông tin, dữ liệu sản xuất. Điều này giúp ích cho cả người tiêu dùng lẫn cơ quan chức năng trong việc đánh giá sản phẩm. Cửa hàng này đang kinh doanh nhiều loại sản phẩm rượu nhập khẩu và sản xuất trong nước. Hiện tất cả đều đang được dán tem theo quy định tại Nghị định số 105 của Chính phủ. Tem rượu được dán vắt qua nơi rượu có thể được lấy ra trên bao bì chứa sản phẩm rượu, đảm bảo khi mở nắp thì tem sẽ rách và không thể sử dụng lại. Việc dán tem điện tử cho sản phẩm này cũng sẽ giúp cho người tiêu dùng tin tưởng hơn. Nếu sử dụng tem điện tử, người tiêu dùng có thể nhận biết bằng mắt thường và tra cứu được các thông tin, dữ liệu sản xuất. Đây là một trong những thuận lợi cho cả người tiêu dùng lẫn cơ quan chức năng trong việc đánh giá sản phẩm. Từ trước đến nay trong cái hàng hóa của chúng ta vẫn dán tem. Và cái tem đấy thứ nhất là bị làm giả rất nhiều mà không phát hiện được cái vấn đề giả, bởi chỉ có sau khi đi giám định, tức là mất rất nhiều thời gian và gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Vì thế, dán tem điện tử là rất cần thiết và phù hợp với các yêu cầu công nghệ 4.0. Tem điện tử khi được kích hoạt sẽ có thể tra cứu, phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và các cơ quan quản lý nhà nước. Tổng cục Hải quan thực hiện việc in, phát hành tem thuốc lá nhập khẩu, rượu nhập khẩu. Còn Tổng cục Thuế sẽ thực hiện in, phát hành tem thuốc lá, rượu sản xuất trong nước. Cái tem điện tử được sản xuất là gọi là tem chặt. Và khi bắt đầu được dán vào sản phẩm thì lúc đấy mới cập nhật cốt. Cập nhật cốt thì trong cái cốt đấy có đầy đủ thông tin sản phẩm, chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật, ngày sản xuất, cơ sở sản xuất, đầy đủ thông tin. Khi người sử dụng các sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu hoặc các cơ quan có liên quan có nhu cầu tra cứu các thông tin của tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu đã dán lên sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu thì chỉ cần thực hiện việc truy cập và tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan. Đây là một trong những cách làm để giúp người tiêu dùng, nhà sản xuất và cơ quan quản lý nhà nước chống hàng giả, hàng lậu và hàng kém chất lượng. Sáng ngày 7 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sát hại nam sinh chạy xe Grab ở Mỹ Đình xảy ra vào cuối tháng 9 năm 2019. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội do tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra. Hai bị can này gồm Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường cùng trú tại Văn Chấn, Yên Bái, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về hai tội giết người và cướp tài sản. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Cao Sang, sinh năm 2001, trú tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Theo cáo trạng, ngày 26 tháng 9 năm 2019, do hết tiền, Giáp bàn bạc và rủ Trường vào buổi tối ra khu vực bến xe Mỹ Đình để cướp tài sản của lái xe ôm lấy tiền ăn tiêu. Hai bị cáo đã gặp và giả vờ thuê anh Nguyễn Cao Sang lái xe máy chạy Grab. Trở về khu vực phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, anh Sang điều khiển xe máy chở Giáp và Trường đến đoạn nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài thuộc tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Trường nói đi sai đường và bảo anh Sang quay lại. Khi anh Sang quay xe lại, xe bị chết máy. Lợi dụng lúc anh Sang kiểm tra xe, Giáp đã dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào anh Sang. Mặc dù nạn nhân vùng bỏ chạy được, nhưng đã tử vong do mất máu cấp không hồi phục. Giáp và Trường lấy điện thoại của anh Sang kiểm tra thấy có mật khẩu nên ném xuống đường, rồi lấy chiếc xe máy của anh Sang bỏ trốn về tỉnh Yên Bái. Đến ngày 1 tháng 10 năm 2019, hai đối tượng bị bắt giữ về hành vi giết người và cướp tài sản. Thời gian qua, các địa phương, sở ngành trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tích cực thực hiện tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng công việc. Trường tiểu học Đình Cao thuộc xã Đình Cao, huyện Phục Cừ, sau 2 năm thực hiện sáp nhập từ 2 trường tiểu học Đình Cao A và tiểu học Đình Cao B, cơ sở vật chất nhà trường đã đổi thay rõ rệt. Ngoài khu nhà 2 tầng, vừa là phòng học vừa dành làm khu hiệu bộ được xây mới, các phòng học còn lại đều được sửa sang, nâng cấp, đảm bảo tốt cho việc dạy và học. Bộ máy tổ chức của nhà trường vận hành tốt, đặc biệt chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên rõ rệt. Năm học 2019-2020, nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể xuất sắc. Chúng tôi cảm thấy tốt hơn rất là nhiều. Ví dụ như là từ cái lề lết, là sự quan tâm của lãnh đạo đối với giáo viên, tập thể giáo viên, học sinh, nhà trường đoàn kết. Sau khi sáp nhập thì tôi đánh giá là cái việc sáp nhập của chúng tôi là đem lại hiệu quả rất là cao. Đó là con em địa phương ở trên địa bàn xã Đình Cao đã được hưởng một cái cơ sở vật chất tức là đồng đều và được hưởng một cái chế độ học tập của trong một xã như nhau, và cũng là một tác nhân lớn để cho đạt được kết quả như ngày hôm nay. Với quyết tâm thực hiện nghiêm túc và quyết liệt nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Sở Giao thông Vận tải đã triển khai hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bên trong thuộc cơ quan sở trước lộ trình được giao. Cụ thể, đã hoàn thành sáp nhập phòng kế hoạch tài chính vào văn phòng sở, giảm số đầu mối cấp phòng trực thuộc sở từ 7 phòng xuống còn 6 phòng. Từ năm 2017 đến nay, Sở đã giảm được 3 biên chế công chức, thực hiện xong việc chuyển đổi mô hình hoạt động của 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở là Đoạn Quản lý Đường Bộ và Đoạn Quản lý Đường Sông Hưng Yên thành công ty cổ phần, hoàn thành phương án cổ phần hóa 2 đơn vị là Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới và Trung tâm Tư vấn Giao thông Vận tải Hưng Yên. Các đơn vị sau khi mà đã chuyển đổi mô hình hoạt động từ đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần thì cũng đã phát huy được cái vai trò trách nhiệm, hiệu quả công tác rất cao, đảm bảo sự ổn định phát triển. Và đặc biệt là đối với cơ quan hành chính nhà nước, sau khi sáp nhập vào văn phòng sở thì các công việc vẫn được duy trì và đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng yêu cầu. Sau hơn 2 năm thực hiện tinh giản biên chế, 9 sở ngành của tỉnh đã sắp xếp kiện toàn lại tổ chức bộ máy, giảm 1 chi cục, 14 phòng thuộc sở, ngành và chi cục, sắp xếp lại 4 chi cục thuộc sở, giảm 5 phòng, giảm 17 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 60 khoa phòng, đơn vị tương đương khoa phòng và 7 trạm y tế cấp xã. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện sáp nhập các trường học cùng cấp, giảm được 14 trường, sáp nhập trường tiểu học với trung học cơ sở, giảm được 21 trường, sáp nhập 38 thôn, tổ dân phố để thành lập mới 19 thôn, tổ dân phố. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh cắt giảm trên 2.200 biên chế công chức và biên chế sự nghiệp công lập. Việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và phát huy năng lực, trí tuệ của cá nhân, tập thể. Quý vị và các bạn thân mến, những cơn gió heo may mơn man cây cỏ, chút nắng vàng rải rác khắp phố phường, cây vàng lá đỏ cũng chính là thời điểm Hà Nội đẹp nhất. Có thể nói, mùa thu Hà Nội với những nét bình dị, nồng nàn đã tạo nên những cảm xúc sâu lắng trong thi ca và cả trong lòng những ai đã từng đặt chân đến nơi này. Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bằng lá đỏ nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngói thân nợ. Mùa thu Hà Nội với mình đấy là những cái ánh nắng nó bớt gay gắt hơn, nó dịu dàng hơn, nó vàng hơn như là mật ong ấy. Mỗi khi đến một mùa thu, tôi cảm thấy mùa thu Hà Nội nó có một cái gì đấy rất là riêng và thơ mộng, và tôi cũng muốn lưu lại những cái khoảnh khắc của mùa thu đấy. Ánh nắng vàng rộn của mùa thu Hà Nội cũng dễ làm sao xuyến lòng người. Không chỉ người Hà Nội mà ngay cả những người khách thập phương cũng dễ đem lòng yêu món đặc sản nắng thu nơi này. Lần đầu tiên đến đây, tôi cảm thấy thời tiết mùa thu rất đẹp. Hà Nội trang trí rất nhiều hoa. Thời tiết rất đẹp và thuận lợi. Chúng tôi vừa từ Hội An ra. Tôi cảm thấy mùa thu ở đây rất tuyệt. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày trời thu. đời cho tôi sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh đẹp vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.